có ít nhất 9 UFO được chính phủ Mỹ thu hồi. Theo một số nguồn tin độc quyền, một văn phòng mật của CIA đã làm nhiệm vụ thu hồi các UFO bị va chạm trên thế giới trong hàng thập kỷ. Cụ thể, ít nhất 9 tàu vũ trụ dường như không phải của con người đã được chính phủ Mỹ thu hồi, với một số tàu bị hư hại và hai tàu còn nguyên vẹn. Văn phòng tiếp cận toàn cầu, OGA, một bộ phận của Ban Công nghệ và Khoa học thuộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, CIA, đã đóng vai trò trung tâm từ năm 2003 trong nỗ lực thu thập thứ có thể là tàu bay của người ngoài hành tinh. Mặc dù nghe có vẻ đến từ một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng những tuyên bố này đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy chính phủ Mỹ có thể thực sự đang che giấu các phương tiện tiên tiến không phải do con người tạo ra. Tháng 7 vừa qua, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện đã ủng hộ một dự luật cho phép công khai các dữ liệu được khôi phục về nguồn gốc cũng như bằng chứng sinh học của trí tuệ không phải con người, hiện đã được Thượng viện thông qua. Các nguồn tin hiểu biết về hoạt động của OGA tiết lộ, hầu hết các nhiệm vụ của cơ quan này là thu hồi theo quy ước, chẳng hạn như vũ khí hạt nhân liên lạc, vệ tinh bị bắn hạ hoặc các công nghệ của đối thủ. Tuy nhiên, họ khẳng định, một số nhiệm vụ do OGA điều phối có liên quan đến việc thu hồi các UFO.